Ui, ui dồi, làng nước ơi. Cô cãi tao vào bắp tay. Tao cực ý. Thôi được rồi, tao đi vào. Ui. こんにちは。はい。私はTです。はい、私はウィナーです。はい。はい。楽しそうですよ。よろしくお願いします。はじめまして。はい。今夜、とこ、もんでね、こう、体験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 、体
Đây là cô chú làm chuyên nghiệp cực ấy. Đây là cái cách mà để những người nông dân người ta có thể làm sạch được những củ cải trắng. はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。で、大根の皮に傷をつけないように、この毛を取って。おい、ランク。あ、もう、あ、もう、thể cho con hỏi là kiểu mình làm cái này ấy là mình sẽ xuất khẩu ra đâu hay là mình làm cái này để làm gì ạ? Ừ, hôm nay đặc biệt hàng bán. Ồ. Đây là chỉ có bán ở trong nước thôi. これ ね. すぐ食べないと弱くなっちゃうので国内しか販売できない。あ、はい。Con hỏi là khi mà mình vệ sinh những cái này thì mình có dùng muối không hay là mình chỉ dùng bằng nước bình thường thôi? 水だけ。ウォーター。あ。お、これはさっきよ。これはさっきよ。OK OK。はい。おお。え、おお、ghê よ。ガムガムガムガム。じゃあ、có nghề anh ơi. Em có nghề. Nhưng mà ông làm ở đây được lâu chưa ông? 20 năm. Có nghĩa là hơn cả tuổi của con luôn á. Con mới 15 tuổi, hơn con 5 năm luôn. あのね、20年続いたんだけど、今年が一番いい大根だ。おい。おお、マイ。To lắm. Tính ra tụi mình may mắn phết nhờ. Đi đúng năm củ cải ngon nhất. Tí xíu nữa mình có được mấy củ đem về. Cơ hội quá. Cơ hội nhờ. Lợi dụng. Em á. Em lợi dụng. Dạ, ông cho câu hỏi là nếu như mà mình làm như vậy thì bao gồm những công đoạn gì, từ gặt hái cho tới lau cho tới bán các thứ, bao nhiêu công đoạn nhỉ? Tốt, yama kara totte kite de aratte kirei ni shite shouhin ni shite de koi no wa dame ne. À. À là để bên đó. Một ngày như này là mình sẽ làm vệ sinh bao nhiêu kg củ cải? 1日ね、1日で、このケース250ぐらい。おお。Trời ơi! Ghê vậy? Cứ mỗi thùng là bao nhiêu củ? 10 bông. Ồ. Mà cái công việc này là mình làm thường xuyên hay là theo mùa mình mới làm? これ時期によって。ああ。あのね、7月に巻いて、今収穫して、10月まで。だから、植えてる時期はね、約2ヶ月。で、この大根は、ね、種をまいてから60日で収穫できる。わー、2ヶ月、約2ヶ月。これ、結構かいね、これ、早いね、もう。でも、なんか、大きいね。え、なんか、大きい。Ông cho con hỏi là cái nông trại mình là nông trại của gia đình hay là nông trại tuyển các công nhân vào luôn ạ? Dạ, nên là mai nên stay hataraite moratte iru hito. Có nghĩa là chắc là các ông các bà cũng gắn bó với nhau cũng lâu rồi. Đấy cũng phải biết. Ôi, dễ thương quá vậy. Gia đình củ cải. Gia đình củ cải. Có thể nào cho con xin phép cho con đi tham quan chỗ nào cái dạng hạn như để con giới thiệu là cái chỗ quy trình ngâm như thế nào xong rồi rửa như thế nào luôn. Ừ, đi ạ. Dạ con cảm ơn. Đây là cái chỗ để mà rửa nè. Đây là cái chỗ để ngâm cái mà củ cải vừa mới trồng xong mà bỏ vào. Đây chính là cái máy để rửa củ cải. Wow. À. Ôi nha. Ôi. À nghĩa là cái. Mau vào đi. À, đây. Cái chỗ này nó sẽ bỏ mấy cái củ cải ra nè. Nghĩa là rửa xong rồi cái củ cải nó sẽ chui ra từ đây. Ông ơi cho con hỏi là cái máy này là mình tự chế hay là người ta bán sẵn ạ?
店で売ってるんだけどそんなにはない。 là hàng limited edition. Limited edition. Hey. Đây là cái máy cần gỡ như cái cộng lông mà vừa bự ra ấy. Có nghĩa là cái lúc đấy cái bước chúng ta làm là những cái bước cuối cùng rồi chứ không phải là cái bước mà đúng chỉ sơ chế hay không. Đúng rồi đó. Đây đây. Có nghĩa là phải qua rất nhiều bước mới cuối cùng mới lên cái bước mình vừa làm. Thì これ が この毛を取りながら全部こうきれいに。お。はいどうぞ。あはい。どうだ。オッケー。濡れるぞ。足が。よ。はい。なたに。À ha, xem ra Việt Thi và Winner rất thích thú về công việc rửa củ cải này quá nhỉ. Vậy là Việt Thi và anh Winner đã trải nghiệm xong phần rửa củ cải ngày hôm nay rồi. Dạ, arigato gozaimasu. Rất cảm ơn ông vì ngày hôm nay đã cho tụi con một cái trải nghiệm cực kỳ là thú vị và để cho tụi con biết được là quy trình sản xuất củ cải để bán ra ngoài như thế nào. Đúng rồi, arigato. Ngày hôm nay tụi con rất vui. Với trải nghiệm đầu tiên tại trang trại Jinkichi, Winner và Việt Thi đã gặp gỡ và làm việc cùng với các bác nông dân thân thiện. Mặc dù lớn tuổi, nhưng các bác luôn làm việc hăng say, yêu đời, làm tinh thần Winner và Việt Thi cũng hứng khởi không kém, mở đầu cho những câu chuyện thú vị tiếp theo. Và tối hôm nay, Winner và Việt Thi sẽ nghỉ tại nhà trọ của bác Taguchi và hai bạn được cả nhà bác chiêu đãi một bữa ăn thật hoành tráng như thế này đây. Thì hiện tại như mọi người cũng đã thấy thì mọi người có biết được, mọi người có nhận ra là mình đang ngồi kế ai không nè? Đối diện mình đó, đối diện mình đây là bác Taguchi. Hi hi, Taguchi desu. Hi. Còn kế bên là con gái của bác, chị có thể giới thiệu một chút về mình được không ạ? Tên là gì ですか? Taguchi. Taguchi. Hatsumi. Hatsumi. Yes. Taguchi Hatsumi desu. Hatsumi desu. Hatsumi desu. 今日洗った大根です。これあのね、これが今日の大根。はい、củ cải, củ cải. Đây là củ cải trắng nè. 大根、サラダ。わー、サラダ、サラダ。これが何これ？ツナ。ツナ。ツナ。あの、マグロ。わー。ドレッシング。これドレッシング。はい。ヌクトゥ。ヌクトゥ。ズイル。Đây là sốt chua. わー。Đây là nhà của bác và giống như là cũng giống như là những cái nhà của những người dân bình thường, nhưng mà ở đây có nhiều phòng hơn, giống như là cái homestay vậy á. Cho nên là đây cũng là những vị khách mà ở cái nông trại này. Cho nên là đó là lý do vì sao mà không những là chỉ có tụi mình ăn ở đây mà còn có những người khác nữa. Itadakimasu. Dozo. Cái này củ cải luôn. Ủa sao ngắt cái ta đại con đấy. À nó smoke して ここの秋田の特産. これスモーク. スモークいぶりがっこ. でこれがね. これがぶどう漬け. ぶどう漬けって. これチーズと合わせて食べるといぶりがっこって美味しいんですよ. どれから食べようか. Em là bắt buộc phải ăn con cá chứ. Em thích ăn cá. 食べ方. OK. レモン絞って. でこの塩を少しこう落とさないとしょっぱい。で食べるときはこう。わあ。これちょちゃんなの。うん。cái vị cá này nó vừa mặn mặn nha và vừa chua chua của chanh nữa. Nó như là nó là cá thì rất là tươi. Vì khi thường á cá thì bị sợ con cá là cá bị mắc xương á. Nhưng mà tuy là xương của con cá này nhỏ nhưng mà nó theo từng lớp ấy cho nên rất là dễ nhả. これは豪快に食べる。なので串に焼いてる。なので串に焼いてる。はい。bác cho con hỏi là bác sống ở vùng Akita này được lâu chưa? ここで生まれた。でね、このうちは古民家、古民家古い。でこれ築何年ぐらいなの？約100年ぐらいになってる。築100年ぐらいになってるかな。あ、100年はなってねえな。うん。だいたい100年近いよね。まあ、うん。でこれリフォームしてるだけなの。わあ、すごい。でここだけこういうふうにあの古民家約築100年ぐらいで、そっち側とこっち側は後からそのなんて言ったらいい、リフォームしてるので増築してる。増築。ああ。Không biết là trong cái căn phòng này thì có rất là nhiều kỷ niệm, nhưng mà không biết là kỷ niệm nào mà làm cho bác nhớ nhất.
まずね、うちのこう写真、航空写真、これを撮っておくと、あのなんていう、自分でその知らない部分が出てくる。À nha, trong căn phòng này con để ý là mọi thứ đều nhìn đều rất là cổ. Nhưng mà riêng có một cái nhìn như kiểu là đúng rồi. Cái huy cái gì đó mà bác được phong tặng ấy, thì bác có thể giới thiệu cho con về cái đấy được không? それは インドから来たお客さんからいただいたものなんですよね。いろんな国の方が来てくださるので、その都度お土産をいただいていて、あっちにあるのもモンゴルの方からもらったのと、ミャンマーの方と、あとあっちの方にはタイの方からいただいた像みたいな、幸福の像なのかな、いろいろいただいてて、すごく仲良くさせてもらいました。Trời thích quá. Sau này mình nghĩ là mình cũng sẽ nên làm một cái căn phòng vậy để có được nhiều kỷ niệm. Ngoài những cái kỷ niệm ở đây ra thì mà có thể giới thiệu cho tụi con mà gọi là đặc sản của Akita được không? Mà その節句で使うケイランとかね。そう、3月の3日のおひな様に飾るケイランっていうお餅のこう笹に乗ったお餅のなんだろうね。なかあんこが入った。あのお餅があるんですよ。他の地区では笹餅って呼んだりするんですけど、ここら辺はケイランって呼んでます。là tụi em có thể kiểu trải nghiệm kiểu làm cái món bánh được mà tại vì nghe thì cũng có vẻ nghe nó lạ cái răng ấy thì không biết là mọi người có thể chỉ chỗ cho tụi em hay là biết một nghệ nhân nào dạ, đó là làm bánh chỉ cho bọn em và bọn con biết được không? お母さんが教えてくれると思うんですけど、あのいろんなこう形に作れるんですよ。あのキャラクターでこうキティちゃんとかそういうものだったり、ウサギの形だったり、お花の柄ついたり、いろいろな白い文字にこういろんな色をつけていくことができるので、とても楽しいと思いますよ。À, vậy bây giờ nếu như được thì mình ăn đi xong rồi mình mong là chị sẽ dẫn em đến chỗ của mẹ chị để mình có thể làm một tí về cái bánh đó được không? そうですね。はい、いただきます。食べましょう。Sau bữa cơm ấm cúng cùng bác trai, Winner và Việt Thì sẽ được trải nghiệm làm món bánh Keran, một loại bánh truyền thống của Nhật Bản. Okasan, konbanwa. Konbanwa. Keran. Yoroshiku onegaishimasu. Kochira koso yoroshiku onegaishimasu. Kore wa ne, mochiko de, kore ga mochiko de, mochi no kome to komugi ko wo 5:1 no wariai de tsukutta mono de, kore anko desu ne. Kore wa 45g de, kore ga 本当は普通は 25g なんですけれども、今日は皆さんに甘いところを食べていただこうと思って 30g にしました。あんこをですね。で、このあんこをね、このお餅をね、こういうふうにしてこう広げます。そしたらこのあんこをこう入れましてこうします。あおこうしてこうして、わあ、こうなりますね。女子レベル。感じになりますね。ここに。わあ、ボンファボンファ。黄色いのをふっと入れまして。わあ。これが簡単、一番簡単なの。はい。皆さんもやってみます。おい。カレー粉。わあ。だからまずあんこ入れて、できました。あんこ入れた。まだ入ってない。おい、入れました。バウディ、じゃあここに置いて。好韓国。で、今度これで色をつける、いろんな模様をつけて、どんなのでもいいですよ。Cho con hỏi là cái bánh này nó ra đời từ khi nào và lý do tại sao nó ra đời và nó dành cho bé gái ạ? ケイランってね、私たち子供からもやってたから、昔からお雛様の時にお供えする、お雛様の時にお雛様に全国的にひな餅をあげるんですけど、ここら辺は笹餅ってあげてるんですよね。お雛様、笹の葉にあげた餅を笹餅って言うんですね。それを
いつの頃からこれが全部卵の形に似てて中にあんこが入ってるからだからケーランっていう風になって、これがいつの間にかケーランケーランってここら辺がケーランっていう風になっていくんですね。Ồ, thì là kê răng là giống trứng gà. Bà cho con hỏi là tại sao cái món bánh này lại dành cho ngày của các bé gái mà tại sao nó lại không dành cho các bé trai? Kodomo no hi wa kochira de wa kusa mochi. Ano kashiwa mochi tte zenkoku teki ni itte n desu kedo, kokora hen wa ano kashiwa no ki happa ga nai node, dakara ano kashiwa no kawari ni ano yomogi no happa wo, yomogi tte kusa ano kusa tte iu n desu kedomo, yomogi no ha wo ano fukashite こねあれして、それを餅に入れて草餅を作るんですね。で、それはあの子供の日のだから女の子と男の子のあのお祭りのあの種類が違って変わって、全然それなりにいろんなのを工夫してやってます。Vậy là ngày bé gái là ngày bao nhiêu, còn ngày bé trai là ngày bao nhiêu? ひな祭りは3月3日で子供の日は5月5日。5月5日あのおひな様の時はおひな様飾るし、こっちであの子供の日は鯉のぼりをあげて、で兜の鎧の兜を飾ってお祝いするんで。わあ、em nghĩ nè, hay bây giờ em với anh thi trang trí đi, xong rồi kiểu để cho bà chấm điểm. Dạ bà ơi, bà ra là bây giờ tụi con sẽ có một cuộc thi với nhau, cho nên là nếu được thì bà mong bà có thể làm ban giám khảo để chấm coi cái phần bánh nào của tụi con làm đẹp hơn được không bà? はい、OK です。イエーイ。じゃあ頑張っていいの作って。はい、いいですか。じゃあ1、2、3、スタート。ごらんください。You can do it. You can do it. You can do it. Cùng xem hai bạn sẽ trổ tài làm bánh như thế nào nhé. Bí lan thì là khó hơn bánh. Xem như Việt Thi thấy thì Việt Thi không có giỏi tạo mấy cái con dữ lắm. Người Việt Thi tạo chưa giỏi thôi, anh còn không lấp được nó vào đây. Từ từ để em suy nghĩ em sẽ làm con gì đã. Làm con chim nha. Ủa chim gì này. Kỳ vậy ta? À. Sao mình không nhớ à. Được? Mình không nhớ được nó sẽ là màu gì và nó sẽ là màu gì. Việt Thi mong mình nó sẽ thành công. Căng thẳng quá. Phải thắng mới được. Người ta gọi đây là bắt buộc phải thắng ý. Do là làm cho các bé thì mình nghĩ là mấy cái hình đó nó đơn giản mà dễ thương là được rồi. Anh chuẩn bị chịu thua đi. Bà có thể cho hỏi là sau khi mình làm xong cái công đoạn mà để hình lên cái thứ vậy rồi thì mình ăn luôn hay là mình sẽ đem luộc hay là như thế nào? Chắc có lẽ là cái này phải cắt mất. Cắt thì nó là nó mướn rồi đấy. Để đại tại 15 phút mướn mất. Để, ima ở nồi bếp ắt, ali mất nè. Ali mướn được mất. Nên, chút mất thì nè. Dạ. これはね、布をね、濡らさないとね、なかなか拭けないのね。一旦こうして濡らしてから、ここに敷いて。今日は見せられば。そんなに入らない。あ、どうしましょう。こっちの方に入れましょう。OK。OK。OK。じゃあ、拭かします。これで、14分。14分。Bà có thể cho con hỏi đây là lá gì đúng không bà? Sasatte takenoko. À. Lá trúc. Ừ. Takenoko no happa desu. Đây これをね. À cắt ra. Ồ. Narabemasu. Thì mà kết ra. Pip pip thì nát ta ra. Thì これ nhìn cái này chờ xong. Theo như mà thông tin Việt Thi nhận được á là thành phần của bột là có gồm có là bột bột nếp với là bột lúa mì. Và còn phần nhân đậu đỏ thì thường thường sẽ là 25g đậu đỏ. Nhưng mà hôm nay
bà có gọi là một cái ưu ái hơn, cho nên là cho tụi mình đến 30g đậu đỏ cho cái vị nó ngọt và nó sẽ ngon hơn. Còn về cái phần những cái bột màu đó là đó chính là màu thực phẩm để mình có thể tạo ra những cái hình nào mà mình muốn và cho nó sặc sỡ hơn, để cho các bé trai bé gái, cho dù là bé trai hay bé gái thì cũng vẫn thích ăn, bởi vì cái màu sặc sỡ của nó sẽ thu hút đó. Vậy bây giờ đến phần quan trọng nhất, đó chính là bà hãy chấm điểm phần bánh của con, như là anh Winner. Đây là phần bánh của con. Đâu rồi? À đây rồi. Dạ. Dạ đây. Dạ, bà hãy chấm điểm với tụi con nè. こっちが kirei desu ne. こっちは mou sukoshi iro ga hoshii desu ne. Vậy nghĩa là Việt Thi đã thắng phần là bánh này rồi. Con cảm ơn bà rất là nhiều. Không biết là bây giờ mình có thể ăn thử không nhỉ? Hai dozo tabete kudasai. Arigato. Arigato gozaimasu. Hatsui yo kiyotsukete ne. Nghĩa là em ăn thôi Việt Thi ạ. Anh nên để chưng thôi. Cái này đẹp rồi. Kiyotsukete. Atsui kara. Fu fu shite tabenakuchu. Wow. Dou? Oishii. Oishii. Hai. Yokatta desu. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Đó, ngon quá. Dozo. Ok. Ngon lắm anh. Tuy là nó sống nhưng mà nó rất ngon. Được rồi. Hay như cái sự vừa nếm vào, chắc chắn cái đầu tiên là bột rất là dẻo và nó không bị khô, rất là ướt. Trời ơi, mềm mà dẻo lắm luôn. Còn phần nhân đậu đỏ cho mình rất là ngọt. Hai cái này nó hòa quyện với nhau, nó không có bị không quá là ngán, ăn nó mềm nhưng mà nó tan vô miệng, ăn cực kỳ ngon luôn. Để vậy còn cộng thêm cái phần màu sắc của Việt Thi làm quá đẹp mà, cho nên ăn là rất là không những mà bắt mắt mà còn bắt miệng nữa, bắt cái này là gì vậy? vị giác ngon lắm luôn á. Nếu như mà có cơ hội, tại vì đây là những nguyên liệu mà Việt Thi nghĩ là ở Việt Nam cũng sẽ có, cho nên nếu như mà có cơ hội về Việt Nam, Việt Thi sẽ làm cho mấy anh chị ở B336 ăn. Ok chưa? Ok, coi như là quà đi Nhật Bản nha, không cần phải mua quà về đâu. Dạ, con cảm ơn bà vì ngày hôm nay đã chỉ cho tụi con có được một cái trải nghiệm làm bánh kerang, và cũng coi như là biết thêm về những cái làm sao để tạo ra những cái bánh này, cũng như là những cái bánh này ra đời như thế nào. Con cảm ơn bà rất là nhiều. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Vậy là ngày hôm nay của Việt Thi và anh Winner đã kết thúc rồi. Ngày hôm nay tụi mình đã thực hiện được rất là nhiều trải nghiệm mới, chẳng hạn như là rửa củ cải nè, hay là cách những người nông dân, những người địa phương làm nên những cái củ cải như thế nào cho nó sạch, xong rồi còn làm bánh ke răng nữa. Và không những đó, còn biết thêm nhiều về giống như là những cái lịch sử là tại sao có cái bánh này. Thì tụi con rất cảm ơn bà cũng như gia đình của bà đã giúp tụi con. Không chỉ kết thúc ở đó, hành trình của tụi mình còn dài nữa. Mọi người hãy nhớ đón xem Du Lịch Kỳ Thú nha.